Rất vui gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và cùng chúng tôi cập nhật những thông tin hữu ích đầu ngày. Mến chúc quý vị và các bạn có một ngày mới như ý. Hôm nay thứ Sáu ngày 27 tháng 1 năm 2023, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ dự án cao tốc Nha Trang - Cam Lâm thuộc dự án cao tốc Bắc Nam tuyến phía Đông. Năm 2023 dự kiến sẽ thành lập mới 1.600 hợp tác xã nông nghiệp. Khẩn trương dọn dẹp đường qua Nguyễn Huệ, thành phố Hồ Chí Minh. Vĩnh Long đón hơn 60.000 lượt khách du lịch trong kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán 2023. Tấm lòng và nghĩa cử cao đẹp của những lão nông ở xã Mỹ Hòa Hưng, tỉnh An Giang. Tiếp tục kiểm tra các dự án công trình trọng điểm quốc gia trong những ngày đầu năm mới, ngày 26 tháng 1, tức mùng 5 Tết, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đi kiểm tra tiến độ dự án cao tốc Nha Trang - Cam Lâm thuộc dự án cao tốc Bắc Nam tuyến phía Đông. Cao tốc Nha Trang - Cam Lâm tỉnh Khánh Hòa có chiều dài hơn 49 km, giai đoạn phân kỳ đầu tư quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 17 m. Tổng mức đầu tư dự án hơn 5.524 tỷ đồng. Dự án được đầu tư theo hình thức công tư, trong đó tập đoàn Sơn Hải đầu tư hơn 2.556 tỷ đồng, còn lại là nguồn vốn nhà nước. Tuyến cao tốc này được khởi công xây dựng vào tháng 9 năm 2021. Hiện nay công tác giải phóng mặt bằng đạt tỷ lệ 99,8%. Các gói thầu xây lắp đạt sản lượng 64,1% giá trị hợp đồng, phấn đấu hoàn thành vào quý 3 năm nay. Gửi lời chúc năm mới tới anh chị em cán bộ, công nhân trên công trường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao và biểu dương tinh thần thi công khẩn trương với phương châm đã nói là làm, đã cam kết thì thực hiện, đã thực hiện thì có hiệu quả đo đếm được của tập đoàn Sơn Hải. Thủ tướng cho rằng qua dự án này có thể rút ra bài học là cần phải bám sát thực tiễn, tôn trọng thực tiễn. Cái gì có lợi cho đất nước, có lợi cho nhân dân thì cố gắng làm. Phải chọn được nhà đầu tư, nhà thầu có năng lực tâm quyết, phải huy động được nguồn lực toàn xã hội cho phát triển, trong đó có hợp tác công tư, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Thủ tướng mong tập đoàn Sơn Hải tiếp tục phát huy thành tích, tiếp tục thúc đẩy thi công đảm bảo tiến độ, song phải đảm bảo chất lượng, không làm đội vốn dự án, đảm bảo an toàn lao động, bảo vệ môi trường. Đặc biệt, đề nghị tập đoàn tiếp tục cải tiến phương pháp, tổ chức thi công, phấn đấu hoàn thành dự án trước 3 tháng. Cũng trong ngày 26 tháng 1, tại ga Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác của Chính phủ đã dự lễ ra quân thi công dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường sắt Nha Trang - Sài Gòn. Dự án có tổng mức đầu tư gần 1.099 tỷ đồng, triển khai trên tổng chiều dài 411 km, đi qua địa bàn 6 tỉnh thành phố gồm Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh. Các hạng mục gồm cải tạo các cầu yếu, cải tạo kiến trúc tầng trên và một số hạng mục công trình đồng bộ, cải tạo sửa chữa xây mới một số ga hành khách và hàng hóa. Phát biểu tại lễ ra quân, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải tập trung quyết liệt chỉ đạo, yêu cầu chủ đầu tư, tư vấn giám sát và các nhà thầu phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, xây dựng kế hoạch phương án thi công một cách khoa học, chi tiết, phù hợp, đảm bảo hiệu quả chất lượng thi công và tuyệt đối an toàn chạy tàu, giữ gìn vệ sinh môi trường. Cùng với đó, quy động nhân lực, thiết bị, máy móc hiện đại để thi công, tuân thủ tuyệt đối những yêu cầu kỹ thuật quy định của pháp luật liên quan, không để xảy ra tham nhũng tiêu cực, thực hiện đạt mục tiêu đến năm 2025 hoàn thành dự án. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành liên quan của Trung ương, Ủy ban Nhân dân các tỉnh có dự án đi qua phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông Vận tải, tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, đảm bảo công tác an ninh trật tự để chủ đầu tư và các nhà thầu thi công dự án đảm bảo tiến độ hiệu quả. Nhân dịp năm mới, Thủ tướng tặng quà chúc Tết cán bộ công nhân viên tham gia dự án và các bộ nhân viên ga Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn dự kiến năm 2023 sẽ thành lập mới 1.600 hợp tác xã nông nghiệp, nâng tổng số lên 22.500 hợp tác xã nông nghiệp, trong đó trên 65% xếp loại tốt khá.
Cùng với đó là có trên 20.500 trang trại theo tiêu chí mới, định hướng của ngành nông nghiệp là hình thành các tổ hợp tác trang trại liên kết với doanh nghiệp sản xuất, chế biến và tiêu thụ. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ hỗ trợ các hợp tác xã liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị thông qua sản xuất kinh doanh các sản phẩm chủ lực, ứng dụng công nghệ cao, áp dụng quy trình sản xuất có chứng nhận, kết nối thị trường. Hiện cả nước có 94 liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp và gần 21.000 hợp tác xã nông nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, không ngừng nỗ lực xây dựng và triển khai thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, năm 2022, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Nhân dịp năm mới 2023, chúng tôi mời quý vị và các bạn về Bình Tân cùng chung vui với các loại hình sinh hoạt vui chơi giải trí, rèn luyện thân thể tại các điểm sinh hoạt cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại trung tâm sinh hoạt cộng đồng của xã Tân Lược, huyện Bình Tân. Sau khi huyện được lên nông thôn mới thì tại các địa phương trên địa bàn huyện có rất nhiều trung tâm hoạt động cộng đồng với nhiều các loại hình sinh hoạt văn hóa thể dục thể thao rất là đa dạng, và trong những ngày đầu năm mới này đã tạo những động lực và cái niềm vui trong quần chúng nhân dân tại địa phương ạ. Chị em rất là phấn khởi vui mừng tại vì lý do là có sức khỏe để là tập luyện, thành ra rất là đều tập mỗi ngày, mỗi giờ tập, chỉ có cái Tết là ngày mùng 1 Tết mới nghỉ thôi, còn bao nhiêu đi đều go, không có nghỉ gì hết. Những nhịp điệu quen thuộc này từ lâu đã đồng hành cùng cuộc sống của người dân ở đây. Nhờ được đầu tư theo các tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới, nên đến nay 10 trên 10 xã thị trấn trên toàn huyện có các trung tâm sinh hoạt cộng đồng phát huy tốt công năng, thu hút đông đảo người dân tham gia sinh hoạt và vui chơi giải trí. Chị em chúng tôi thì hàng ngày tập dưỡng sinh để nâng cao sức khỏe, và mỗi buổi chiều nếu mà đường mà không có được thông thoáng thì chị em đâu có đi ra đến đây tập. Thì chị em ở đây thì rất là phấn khởi. Hồi xã có cái dụng cụ để tập thể dục như vậy nè, là chiều nào con cũng ra để tập để có sức khỏe cao, rất là thích. Đối với cái hoạt động về trung tâm văn hóa như học tập cộng đồng của xã thì các cái thiết chế văn hóa được cái giữ vững nhiều phát huy nó tốt. Đến đầu năm mới 2023, toàn huyện nông thôn mới Bình Tân có 99% hộ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa. 100% ấp khóm, xã thị trấn và cơ quan đơn vị đều đạt chuẩn văn hóa, với gần 32% tỷ lệ dân số tham gia rèn luyện thể dục thể thao thường xuyên, đã tạo bộ mặt mới trẻ trung năng động. Việc xây dựng và phát huy tốt các thiết chế văn hóa, trung tâm sinh hoạt cộng đồng đã khẳng định chủ trương đúng đắn cùng sự đồng thuận cao của nhân dân trong quá trình xây dựng các tiêu chí huyện nông thôn mới. Người dân ở đây rất là phấn khởi vì cái thứ nhất là cái chỗ là cái cầu đường thì là đi lại là rất là thông suốt. Cái thứ hai là cái bộ mặt nông thôn nó đổi mới. Rồi là đường xá thì nó khang trang, nó sạch đẹp, cảnh quan môi trường thì sáng xanh. Đặc biệt là về phía là cái phía trước của trung tâm hành chính của huyện đó, thì mình cũng đã xây dựng là để là có một cái quảng trường để bà con là tập luyện. Cái thứ hai nữa mình đầu tư là để nó có những cái là những cái tiếng đèn hoa thì nó mang lại một cái sắc màu rực rỡ để bà con là vui xuân đón Tết. Năm mới Quý Mão đã đến, đặt ra nhiều mục tiêu quan trọng mới. Trong đó, những nhiệm vụ hàng đầu được huyện xác định tiếp tục chăm lo nâng cao đời sống về mọi mặt cho người dân, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân để chung tay quyết tâm xây dựng và giữ vững huyện nông thôn mới. Ngày 26 tháng 1, tức mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão, tại Công viên Văn hóa Gò Đống Đa, lễ hội kỷ niệm 234 năm chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa 1789-2023, tôn vinh tưởng nhớ công lao to lớn của Hoàng đế Quang Trung Nguyễn Huệ cùng các tướng sĩ quân Tây Sơn anh dũng chiến đấu chống giặc ngoại xâm, giữ vững nền độc lập dân tộc đã được tổ chức với sự tham dự của đông đảo người dân thủ đô và các tỉnh lân cận. Khác với năm 2022, lễ hội kỷ niệm chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa chỉ tổ chức phần lễ do dịch Covid-19. Năm nay lễ hội tổ chức cả phần lễ và phần hội. Sau nghi lễ dân hương là vở kịch tái diễn lại trận đánh của nghĩa quân Tây Sơn anh hùng thần tốc. Qua các màn trình diễn của các nghệ sĩ, hình ảnh vua Quang Trung hiện lên oai phong, lẫm liệt, lãnh đạo tướng sĩ ra trận và giành chiến thắng giòn giả, giữ yên non sông bờ cõi, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.
Vở diễn gợi lại rất nhiều cảm xúc cho người xem về một thời hào hùng oanh liệt chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. Thể hiện một anh hùng dân tộc thì mình lại phải sống được với cái tâm lý của nhân vật, với cái những cái cử chỉ, hành động, cũng như thể mình cũng đang hóa thân vào một vị hoàng đế mà. Nên là mình phải có được những cái thần thái của một vị hoàng đế. Đây là một trong những chiến thắng lẫy lực nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Với khí thế của Tây Sơn và một cái triều đại mà có vị vua anh minh trị vì, thì đất nước ta đã thống nhất Giang Sơn, thu về một mối. Tôi cho rằng đây là một cái lễ hội có giá trị giáo dục truyền thống rất tốt đẹp đối với toàn thể dân tộc Việt ta. Chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa năm Kỷ Dậu 1789 đã đi vào lịch sử dân tộc và lòng người Việt Nam. Đó là một trong những mùa xuân kỳ diệu nhất, tiêu biểu cho ý chí quật cường, cho sức mạnh tinh thần đại đoàn kết của dân tộc, tiêu biểu cho sức mạnh phi thường, ý chí kiên cường, lòng quả cảm và sự sáng tạo phong phú của dân tộc ta. Lễ hội kỷ niệm chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa được tổ chức hàng năm nhằm tiếp nối truyền thống yêu nước, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, đồng thời tôn vinh lan tỏa giá trị di sản văn hóa của dân tộc. Ghi nhận tại các cửa ngõ thành phố Hồ Chí Minh trong chiều qua mùng 5 Tết, người dân đã bắt đầu quay trở lại thành phố Hồ Chí Minh sau kỳ nghỉ Tết với số lượng phương tiện giao thông khá đông. Tuy nhiên, tại các cửa ngõ chưa có dấu hiệu ùn tắc, lưu lượng giao thông vẫn đi lại ổn định. Chiều 26 tháng 1, mùng 5 Tết, cửa ngõ từ các tỉnh miền Tây về thành phố Hồ Chí Minh, lượng phương tiện tăng cao khi người dân trở lại thành phố sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán. Tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương nườm nượp xe ô tô, xe khách, trong khi lượng xe máy, xe cá nhân đổ dồn từ miền Tây về theo quốc lộ 1A. Tôi đi từ Kiên Giang lên thành phố Hồ Chí Minh. Nói chung là xe hôm nay là khá là đông, tốc độ tối đa được 80 km/h là cao nhất. Thì hôm nay thì lên sớm, sợ đến ngày gần ngày đi làm mới lên á thì nó bị kẹt xe, nên lên sớm để tránh kẹt xe. Lượng người trở về thành phố Hồ Chí Minh trong ngày mùng 5 Tết chủ yếu ở các tuyến cự ly ngắn, các tỉnh gần thành phố, trong khi người ở các tỉnh xa đã tranh thủ trở lại thành phố sớm hơn. Nhiều người dân tài xế từ các tỉnh miền Tây như Long An, Tiền Giang, Bến Tre, An Giang cho biết tình hình giao thông năm nay có phần đỡ hơn những năm trước. Các khu vực bị ùn tắc chủ yếu ở cầu Rạch Miễu, Bến Tre, một số đoạn quốc lộ 1 qua tỉnh Vĩnh Long, Tiền Giang, còn về gần thành phố Hồ Chí Minh, dù lượng xe đông nhưng lưu thông cơ bản ổn định. Ở các khu vực cửa ngõ khác vào thành phố Hồ Chí Minh, lượng phương tiện từ các nơi đổ về thành phố đang tiếp tục tăng dần. Việc đi lại tương đối thuận lợi, tuy nhiên dự báo trong các ngày tới vẫn còn một lượng lớn người dân từ các nơi nghỉ Tết dài ngày hay đi du lịch trở về thành phố sẽ gây áp lực giao thông cho các khu vực cửa ngõ, các tuyến đường trọng điểm. Do vậy, người dân cũng cần lưu ý lựa chọn thời gian và lộ trình đi lại phù hợp để tránh ùn tắc giao thông trong những ngày tới. Kết thúc 8 ngày đón khách, tối qua 26 tháng 1, hàng trăm công nhân đã tiến hành dọn dẹp đường qua Nguyễn Huệ. Do không hạn chế số lượng người tham quan, đến Tết năm nay thì đường qua Nguyễn Huệ thành phố Hồ Chí Minh đón hơn 1,2 triệu lượt khách. Biểu tượng đường qua năm nay là tượng mèo cao 5 mét nằm gần đài phun nước. Do tượng nặng cồng kềnh nên phải mất hơn 30 phút, hàng chục công nhân mới tháo gỡ cẩu lê xe tải. Các tiểu cảnh giỏ qua được công nhân tiếp tục vận chuyển đến công viên trung tâm để tiếp tục trang trí tạo vẻ đẹp nhiều sắc qua cho thành phố. Đường qua dài 600 mét mang chủ đề thành phố Hồ Chí Minh Xuân An Vui, Xuân Thịnh Vượng. Công trình văn hóa này trở thành biểu tượng của thành phố Hồ Chí Minh vào mỗi dịp Tết Nguyên Đán. Và năm nay là năm thứ 20 được tổ chức tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Còn tại tỉnh Vĩnh Long, theo báo cáo của Phòng Quản lý Du lịch Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long, tổng lượt khách du lịch đến tham quan tại Vĩnh Long trong kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023 đạt trên 60.000 lượt khách. Theo đánh giá của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long, hầu hết các cơ sở đã chuẩn bị tốt các hoạt động phục vụ khách nhân dịp năm mới, tích cực quảng bá, thực hiện vệ sinh thông thoáng, trang trí tạo không gian xanh, sạch, vui tươi, trưng bày hoa kiển, tạo nét truyền thống của dân tộc nhân dịp mừng xuân. Các phương tiện vận chuyển khách của cơ sở đảm bảo các điều kiện kinh doanh tuyệt đối an toàn. Tổng lượt khách đến với du lịch Vĩnh Long từ 26 Tết đến mùng 5 Tết ước đạt trên 60.000 lượt, chủ yếu là khách nội địa, khách quốc tế ước đạt 1.200 lượt. Tổng lượt khách tăng gần 60% so với cùng kỳ năm trước, doanh thu trên 27 tỷ đồng, công suất phòng lưu trú đạt trung bình từ 65 đến 70%. Thưa quý vị, tin chúng tôi mới nhận,
Vào chiều ngày 26 tháng 1, đồn biên phòng Sa Quỳnh xác nhận đã cứu được 11 thuyền viên trên tàu chở gạo Quảng Gia 46 bị sóng lớn đánh da vào đá ngầm thủng đáy trôi dạt. Trước đó thì vào khoảng 10 giờ sáng ngày 26 tháng 1, tàu sắt Quảng Gia 46 di chuyển từ tỉnh An Giang đi qua vùng biển Sa Quỳnh, thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi thì gặp sóng lớn khiến da vào đá ngầm. Sự cố này làm tàu Hoàng Gia 46 bị thủng đáy, trôi dạt vào bờ biển, tổ dân phố Thạnh Đức 1, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ. Thuyền trưởng tàu chở gạo phát sóng yêu cầu cứu nạn cứu hộ. Nhận thông tin, đồn biên phòng Sa Quỳnh phối hợp với cơ quan chức năng cứu nạn toàn bộ thuyền viên trên tàu Hoàng Gia 46 đưa vào bờ an toàn và tính toán phương án cứu hộ con tàu. Tàu gặp nạn do ông Nguyễn Duy Tuyên, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng làm thuyền trưởng. Trên tàu có 11 người và chở 2.715 tấn gạo từ cảng Mỹ Thới, An Giang ra cảng Hải Phòng. Thưa quý vị và các bạn, tuổi già là lúc để nghỉ ngơi, an hưởng niềm vui bên con cháu. Nhưng với tấm lòng thiện nguyện, thì các lão nông từ 50 cho đến 80 tuổi của tổ từ thiện ấp Mỹ An 2, chi hội chữ thập đỏ ấp Mỹ An 2, xã Mỹ Quả Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, vẫn nhiệt tình, tích cực thực hiện công tác xã hội từ thiện trong và ngoài địa phương. Câu chuyện về tổ từ thiện ấp Mỹ An 2 sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị trong chuyện tử tế hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Không lương, không có ngày nghỉ thứ bảy, chủ nhật, cũng không có chế độ phụ cấp. Thế nhưng với niềm đam mê làm từ thiện, mà hơn 20 năm qua, các thành viên trong tổ từ thiện ấp Mỹ An 2 vẫn tích cực thực hiện công tác xã hội từ thiện, trợ giúp những người gặp khó khăn trong và ngoài địa phương. Hiện tổ từ thiện ấp Mỹ An 2 có hơn 20 thành viên và các thành viên đều là những lão nông tuổi ngoài 50 đến 80 tuổi. Tuy lớn tuổi, nhưng ai nấy đều làm nhiệt huyết và chung tấm lòng giúp đỡ cho bà con nghèo. Mình mừng lắm, cảm ơn tổ người ta với ban từ thiện người ta chứ không nhờ vậy sao có cái nhà ở. Nếu bà con được cái nhà hoặc được cái chổng cái gì bà con vui thì mình vui lây chứ còn tiền bạc thì không có tính toán. Không những hỗ trợ khung nhà, gia đình có hoàn cảnh quá khó khăn, tổ từ thiện kiêm luôn việc xây dựng, hỗ trợ vật dụng trong nhà như bàn, ghế, tủ, giường. Đặc biệt, tổ còn duy trì mô hình bồ lúa tình thương để hỗ trợ gạo cho bà con nghèo hàng tháng. Bồ lúa tình thương này là nó thành lập là 2000 tới giờ đó. Hồi đó thì nó đặt là bồ lúa tình thương, sau này là gạo không chứ không còn lúa nữa. Đầu tiên thì mình cũng cấp phát cho bà con chừng 20-30 hộ, rồi từ từ lên 40, bây giờ cũng khoảng trên 50 hộ. Mỗi một hộ thì mình cấp 10 kg gạo một tháng, đem lại tới nhà cho người ta. Hỗ từ thiện ấp Mỹ An cho tôi hàng tháng một bọc chục ký lô, tôi vui mừng lắm cơ. Chứ giờ tôi bệnh gạo có gạo từ thiện cho tôi vui mừng lắm. Không những giúp đỡ những người dân trong xã, tổ từ thiện còn giúp đỡ mảnh đời khó khăn ở các địa phương khác như Cần Thơ, Kiên Giang, Đồng Tháp, Long An. Chính những việc làm ý nghĩa của tổ từ thiện, mỗi khi vận động kinh phí, người dân địa phương tích cực ủng hộ. Giúp ích cho bà con nghèo thì nên dành cho bà con cũng như là mạnh thường quân cũng như là các cơ quan cũng như là chính quyền như vậy rất là hỗ trợ. Nhờ đóng góp như vậy nên dành cho mới đủ nguồn lực, đủ nguồn để mà hỗ trợ cho bà con nghèo. Lấy niềm vui của mọi người làm niềm vui cho mình. Đó chính là cách nghĩ và cách làm mà nhiều năm qua tổ từ thiện ấp Mỹ An 2 đã làm. Với tấm lòng cao đẹp của những lão nông trong tổ từ thiện đã góp phần rất lớn trong xây dựng nông thôn mới, đời sống của người dân địa phương.